Tuyết Oanh và Hoàng Trí vui mừng được đồng hành cùng quý vị khán giả trong chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Những thông tin mới, nóng và thiết thực về nhiều mặt của đời sống xã hội dân sinh trong 24 giờ qua sẽ được chúng tôi cập nhật và chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Vụ xe lao xuống sông ở Tiền Giang, tài xế mới có bằng lái. Bình Phước thu giữ hàng trăm xe máy cầm cố không chính chủ. Chuyên mục nóng trên mặt báo, thế nào là xâm phạm chỗ ở của người khác? Thủ đoạn giả danh cấp cao để lừa đảo vẫn đang tiếp diễn. Kỳ lạ, khu chợ toàn động vật chờ xin cá. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý mà chương trình cập nhật có liên quan đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, liên quan đến vụ 3 người ngồi trên xe Mercedes lao xuống sông giữa khuya ngày 1 tháng 10 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, tử vong thương tâm. Thì theo xác định của cơ quan chức năng, tài xế điều khiển ô tô Mercedes vừa mới được cấp bằng lái thời gian gần đây. Tài xế điều khiển ô tô được xác định là Phan Phú Dân Khánh, sinh năm 1994. Qua điều tra ban đầu, khuya ngày 30 tháng 9, vợ chồng anh Phan Phú Dân An và Trần Ngọc Hoa Trâm, sinh năm 1995, đang mang thai. Cùng em trai là Phan Phú Dân Khánh đi ô tô đến quán karaoke ở xã Đạo Thành, thành phố Mỹ Tho, hát cùng bạn bè. Khoảng gần 2 giờ hôm sau, cả ba người ra về trước rồi mất liên lạc với gia đình. Sự việc lập tức được trình báo cơ quan công an. Đến sáng ngày 2 tháng 10, lực lượng chức năng phát hiện vết bánh ô tô dẫn đến con rạch Bà Ngọt. Chiếc ô tô Mercedes nổi trên mặt nước. Lực lượng cứu hộ đưa ô tô lên bờ và phát hiện cả ba nạn nhân đã tử vong do ngạt nước. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, chiều ngày 2 tháng 10, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự. Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Xe đầu kéo thắng gấp khiến cho cuộn thép đứt dây xích và lăn về phía trước đè nát cabin. Tai nạn khiến cho nam tài xế tử vong. Trước đó, xe đầu kéo biển số 51D33288 kéo theo rơ móc chở cuộn sắt nặng hàng chục tấn chạy trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ quận 7 về quốc lộ 1, cách giao lộ Trịnh Quang Nghị, huyện Bình Chánh 200m. Tài xế được cho là đã thắng gấp khiến dây xích bị đứt, làm cuộn sắt lao về phía trước đè bẹp cabin và chuẩn bị rơi xuống đường. Cùng lúc này, xe đầu kéo mang biển số 61C45208 chạy cùng chiều bên cạnh không kịp xử lý, tông vào cuộn sắt. Sự cố làm hai phương tiện hư hỏng nặng, tài xế được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Mới đây, xe tải mang biển số 69C01708 do tài xế Nguyễn Văn Vẹn, 29 tuổi, điều khiển bất ngờ đâm vào một nhà dân ở thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Vụ tai nạn làm cho phía trước căn nhà bị sập hoàn toàn, phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng. Theo tài xế xe tải cho biết, do trời mưa lớn, đường trơn, cộng với phía trước có hai ô tô đang lưu thông cùng chiều nên phải thắng gấp và dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Thưa quý vị, mới đây, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 245 xe máy không chính chủ để xác minh làm rõ nguồn gốc, truy tìm chủ sở hữu số xe máy nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, trong quá trình kiểm tra, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Khi tổ công tác yêu cầu chủ cơ sở cho kiểm tra các kho hàng, thì hầu hết các chủ cơ sở đều cho biết họ không có kho chứa hàng. Tuy nhiên, khi các trinh sát công bố danh sách 8 kho hàng chứa xe máy và ô tô, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã thừa nhận có kho của mình trong đó. Tổng kiểm tra gần 1.000 xe máy và ô tô, lực lượng chức năng phát hiện có 245 xe máy cầm cố không chính chủ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tranh chấp số nhà 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận, Công an quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam, phó chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường nghiệp vụ kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh. Công an khẳng định đủ căn cứ để khởi tố và tạm giam hai người này về hành vi xâm phạm chỗ ở người khác theo điều 158 Bộ luật hình sự năm 2015. Và chính cái câu hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác lại một lần nữa khiến cho câu chuyện này nóng lên trên các mặt báo, khiến cho dư luận bắt đầu quan tâm đến khái niệm thế nào là chỗ ở và hành vi nào là xâm phạm chỗ ở của người khác. Tuyết Oanh xin được trích đọc một ý kiến của bạn đọc có liên quan đến vấn đề này. Bạn đọc có tên Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt viết: Tôi băn khoăn là mặc dù bà Thảo có thỏa thuận mua nhà của bà Chi và có đưa tiền cho bà Chi trước nhưng chưa đủ kèm theo một số điều khoản.
Nhưng trong thời điểm bà Thảo đang ở căn nhà đó, thì bà Chi vẫn là chủ hợp pháp bởi nhà vẫn đứng tên bà Chi, tiền vẫn chưa đưa đủ cho bà Chi. Vậy thời điểm này thì ai mới là chủ căn nhà mà pháp luật công nhận? Giả sử như vì lý do căn nhà đó cháy hoặc sập, gây thiệt hại cho nhà xung quanh, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Bà Thảo, người đang ở, đang có thỏa thuận mua nhà và hiện đang tranh chấp sở hữu, hay bà Chi, người đang đứng tên trên giấy chủ quyền nhà hợp pháp? Theo tôi thì khi tòa chưa tuyên ai thắng kiện thì chủ căn nhà vẫn là bà Chi vì bà đứng tên trên giấy chủ nhà hợp pháp. Và một bạn đọc khác có tên là Mai Toàn thì đặt câu hỏi: tôi cho người khác thuê nhà, hết hợp đồng họ không trả nhà, tôi mang đồ đạc của họ ra ngoài, vậy tôi có xâm phạm chỗ ở của người khác? Trở lại vụ việc tại số nhà 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Thị Thu Thảo cư trú tại đây thông qua việc chuyển nhượng với bà Trần Trọng Anh Chi vào năm 2017, nên căn nhà này được xem là chỗ ở hợp pháp của bà Thảo và các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng căn nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đang tranh chấp và việc mua bán chưa xong, việc xây dựng còn nhiều sai phạm, thì việc gia đình bà Thảo sinh sống trong căn nhà đó có hợp pháp hay không? Ngay sau khi ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường nghiệp vụ kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh bị bắt, luật sư Trần Thu Nam, luật sư bào chữa cho ông Tùng đã có bản kiến nghị khẩn cấp gửi cơ quan chức năng, khẳng định bà Thảo không có quyền và không được phép cư trú tại căn nhà 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Việc cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam ông Tùng là có thể dẫn đến oan sai. Theo đó, luật sư Nam cho rằng ngôi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn còn đang thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Trần Trọng Anh Chi, người ký hợp đồng chưa công chứng bán nhà cho bà Thảo, đồng thời căn nhà này vẫn chưa được hoàn công và việc bà Thảo đưa gia đình vào ở là không đảm bảo an toàn. Do đó, việc ông Tùng được bà Chi ủy quyền đến yêu cầu bà Thảo rời khỏi ngôi nhà là đúng pháp luật, bởi nếu tiếp tục có người ở trong căn nhà đã bị buộc phải tháo dỡ những hạng mục sai phạm là không đảm bảo an toàn cho những người sống trong căn nhà. Do đó, luật sư Nam cho rằng bà Thảo đang cư trú bất hợp pháp tại ngôi nhà trên. Trong khi đó, trên báo Tuổi Trẻ, một cán bộ kiểm sát cho rằng chỗ ở được bảo vệ của công dân không nhất thiết là chỗ ở hợp pháp. Gầm cầu, chân cầu thang cũng có thể được coi là chỗ ở. Việc xác định chỗ ở đó có vi phạm pháp luật hành chính hay không thì phải do cơ quan chức năng ra quyết định, chứ không phải do các cá nhân khác tự ý ra quyết định. Luật sư Nguyễn Văn Vũ cho rằng, pháp luật hình sự không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân, mà còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác như bảo vệ lợi ích của nhà nước, bảo vệ trật tự pháp luật. Do đó, những hành vi tuy xâm phạm lợi ích không hợp pháp của người khác, nhưng bản thân hành vi đó lại xâm phạm trật tự, an toàn xã hội thì cũng bị coi là tội phạm. Vì vậy, theo luật sư, hành vi của ông Tùng, ông Nam, dù biện hộ với bất cứ lý lẽ nào, cũng là hành vi trái pháp luật, đã trực tiếp xâm phạm đến nơi ở hợp pháp của bà Thảo và các thành viên trong gia đình. Và việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng là thẩm quyền của tòa án. Không ai được cho mình cái quyền tự ý vào nhà người khác. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về đời sống, văn hóa, xã hội, dân sinh đáng chú ý trong chuyên mục Đông Tây Chuyển Động. Thưa quý vị, hiện nay, việc sử dụng các thiết bị điện trong gia đình sai cách hay hệ thống điện đã cũ, xuống cấp luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn gây tai nạn nguy hiểm đối với người dân. Và thực tế, trong thời gian qua, đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do bất cẩn trong sử dụng điện mất an toàn. Đây là hiện trường một vụ tai nạn do rò rỉ điện gây chết người vừa mới xảy ra gần đây tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, mà nguyên nhân là do sự chủ quan trong quá trình lắp đặt hệ thống dây điện tiếp xúc vật liệu kim loại trong gia đình. Dù đã có nhiều vụ việc thương tâm xảy ra do rò rỉ điện, nhưng nhiều người dân vẫn còn rất thờ ơ trước những nguy cơ tiềm ẩn như thế này. Bên cạnh đó, việc người dân tự đấu nối đường dây từ đồng hồ điện ở các trụ điện vào nhà như thế này càng khiến nguy cơ rò rỉ điện tăng cao. Khi người dân tự kéo thì thứ nhất là người dân thì họ không có nắm về cái kỹ thuật, và là cái thứ hai là khi mà leo trèo cao thì nó sẽ dễ ra xảy ra tai nạn. Đối với là bên ngành điện thì các anh em công nhân là đã được huấn luyện về các cái trèo cao và cũng như có các thiết bị bảo hộ để bảo vệ trong cái lúc mà thi công ở trên trụ điện. Ngoài ra, việc sử dụng hệ thống dây điện ổ cắm đã quá cũ kỹ, xuống cấp như thế này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn về điện khi mùa mưa bão đến. Thực tế cho thấy, những sự cố về điện trong gia đình, nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu hiểu biết hoặc sử dụng không đúng công năng của các thiết bị điện, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Tự xưng là cán bộ ngành công an tòa án, sau đó gọi điện thoại đến người dân để tung tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này tuy không mới, nhưng chỉ cần một phút thiếu cảnh giác, thì bất kỳ ai cũng sẽ trở thành bị hại của các đối tượng này. Ông Diệp Văn Tùng, người dân phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cách đây 2 tháng, ông nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là công an và yêu cầu ông thực hiện một số việc liên quan. Khi ông Tùng không thực hiện,
bọn chúng liền hăm dọa, chửi bới. Sự việc diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian dài, khiến ông hết sức hoang mang, lo lắng. Nói chung là mình thì cũng lớn tuổi rồi, thành ra là mấy trường hợp này thì đối với người khác thì không biết sao, cho đối với tôi thì mình cũng thấy là lo lắng. Bởi vì là mình đương bình thường mà đâu có đụng chạm với ai mà có cái vấn đề rồi điện lại mình, rồi nó cầm được số điện thoại của mình, rồi nó điện cho mình, rồi nó dùng cái lời lẽ hăm dọa không, thành ra mình cũng lo sợ. Mấy ngày đó là tôi lo, chứ bởi vì mình cũng chưa biết là trắng đen như thế nào. Rồi cuối cùng là thôi tôi khóa máy thời gian luôn. Hàng loạt vụ việc diễn ra trong thời gian qua đã gây không ít hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Chỉ cần mất cảnh giác, người dân sẽ trở thành bị hại của các đối tượng lừa đảo này. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ cơ quan nhà nước. Khi rơi vào trường hợp tương tự, không nên nghe theo, không cung cấp thông tin cho các đối tượng, tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước vừa thông tin tuyển ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang học và làm việc tại Nhật Bản. Dự báo đến năm 2020, nhu cầu tuyển nhân lực cho ngành nghề này là gần 400.000 vị trí. Qua 7 khóa ứng viên điều dưỡng hộ lý, Cục Quản lý Lao động nước ngoài đã phối hợp với phía Nhật Bản tuyển chọn và đưa đào tạo tiếng Nhật Bản cho 1.440 người. Đến nay có 892 điều dưỡng hộ lý đã được sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản. Những người được lựa chọn sẽ được sang Nhật Bản vừa học vừa làm với thời gian tối đa 3 năm đối với ứng viên điều dưỡng, tối đa 4 năm đối với ứng viên hộ lý. Trong thời gian này, các ứng viên được phép dự kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng viên và hộ lý. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, sau khi thi đạt chứng chỉ quốc gia Nhật Bản, mức lương có thể đến 240.000 yên Nhật một tháng, tức là hơn 51 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị, Bộ Tài chính sẽ đề xuất Chính phủ bổ sung miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ hộ kinh doanh. Thời gian miễn trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Bên cạnh đó, Bộ này cũng đề xuất miễn lệ phí đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, năm khởi sự kinh doanh. Trước đó, tại dự thảo nghị định gửi lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí môn bài với tổ chức mà không gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Chuyển sang một thông tin về y tế. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 10, Bệnh viện Di đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau ở phần bụng và chung một lá gan. Hai bé gái song sinh chỉ vừa chào đời hơn một tháng. Đây là ca phẫu thuật tách rời ở độ tuổi nhỏ nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Di đồng 1. Hai bé gái dính nhau từ phần ức xuống bụng đã được phát hiện từ trong thai kỳ. Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp với Bệnh viện Di đồng 1 theo dõi chặt chẽ sự phát triển của bào thai. Đến ngày 23 tháng 8, hai bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Ngay lập tức, cặp song sinh được chuyển đến Bệnh viện Di đồng 1 để nuôi dưỡng, theo dõi và chuẩn bị phẫu thuật tách rời. Các kết quả kiểm tra cho thấy hai bé có phần gan dính nhau, thông nối mạch máu trong gan và chưa phát hiện các dị vật về hệ tiêu hóa, tim mạch. Sáng 2 tháng 10, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật tách rời. Sau hơn 4 giờ thực hiện, ekip phẫu thuật đã tách rời thành công hai bé gái. Hiện hai bé đang được hồi sức tích cực. Tiếp theo là những sự việc câu chuyện kỳ thú xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, ở quần đảo Galapagos thuộc quốc gia Ecuador có một khu chợ hết sức đặc biệt. Đó là xen lẫn vào những khách hàng, còn có những loài chim và động vật biển cũng tham gia đi chợ, tạo nên một cảnh tượng kỳ thú mà không khu chợ nào trên trái đất này có được. Một người bán cá trên quần đảo Galapagos thuộc Ecuador hiện đang tiếp đón một vài khách hàng đặc biệt, đó là một chú sư tử biển cùng với những chú chim bồ nông và kida. Chúng đang kiên nhẫn chờ đợi để được người bán cho những phần thực phẩm thừa. Người quay được cảnh tượng kỳ thú này cho biết, những loài động vật này thường xuyên xuất hiện ở chợ cá này mỗi khi ngư dân xử lý cá để bán. Điều đáng chú ý là chúng rất biết nghe lời những người bán mà kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt để nhận cá, không hề xảy ra tranh giành thức ăn như bản tính thường thấy ở loài động vật. Và bây giờ xin mời quý khán giả cùng theo dõi một câu chuyện hết sức xúc động về một con voi cái đã 52 tuổi rồi nhưng vẫn nhận ra người quản tượng sau hơn 3 thập kỷ chia cắt. Đây không chỉ là câu chuyện ấm áp về tình bạn giữa người với động vật, mà còn là bằng chứng cho thấy loài voi cực kỳ thông minh, có trí nhớ rất tuyệt vời.
Đây là khoảnh khắc xúc động khi con voi cái 52 tuổi thể hiện nỗi vui mừng khi gặp lại người quảng tượng sau nhiều năm xa cách. Vào năm 1987, tức cách đây 32 năm, ông Peter Adam đã gặp cô voi Cutty ở một thảo cầm viên của Scotland khi nó đã 20 tuổi. Người quảng tượng và con vật gắn bó với nhau khoảng 7 năm thì Cutty bị chuyển đến Ireland, rồi sau đó là Đức. Thế nhưng vì tình cảm đặc biệt dành cho con voi Cutty thông minh, ấm áp, nên ông Peter đã bỏ ra nhiều năm tìm kiếm trên Internet, chỉ mong biết được chút tung tích về nó. Cuối cùng, ông đã tìm ra Cutty đúng lúc nó cũng được vườn thú ở Đức cho nghỉ hưu. Ngay lập tức, Peter liên lạc nhanh với vườn thú và được họ sắp xếp cho cuộc gặp gỡ đầy cảm động này. Đà Nẵng, 18 quán bar bị phạt gần 400 triệu đồng vì gây ồn ào. Thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ che cho kẻ tè bậy trong thang máy. Chuyên mục chuyện ngày mới, đường sách, phố bán chữ dễ thương. Liên tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, mới đây tại Đà Nẵng, 18 quán bar đã bị lực lượng chức năng xử phạt gần 400 triệu đồng vì quá ồn ào. Trong đó có 13 trường hợp bị xử lý vì ảnh hưởng đến an ninh trật tự, 5 trường hợp vi phạm về môi trường, có 17 trên 18 cơ sở vi phạm vì hoạt động quá giờ. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 366,7 triệu đồng và yêu cầu cơ sở tuân thủ quy định trong quá trình kinh doanh. Công an sẽ xử lý kiên quyết các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt tại khu dân cư. Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực để điều tra tội danh rửa tiền. Được biết, Lực là giám đốc, đại diện pháp luật của công ty Địa ốc Xanh và công ty Long Thành Ali. Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty, đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng theo yêu cầu của Luyện. Bên cạnh đó, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quận Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh. Lực còn sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, dù biết rõ nguồn tiền này là do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng, theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai, vợ của Nguyễn Thái Luyện, giám đốc tài chính công ty Alibaba. Lực còn đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của công ty cổ phần địa ốc Alibaba ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho các công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống. Thưa quý vị, ngay sau đây, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị hai hành vi thiếu văn hóa mà 24 giờ chuyển động vừa ghi nhận. Hành vi đầu tiên tuy có thể là một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng không ngờ có ngày lại được cơ quan chức năng chú ý. Đó là điều gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước đó, ngày 30 tháng 9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động mất lịch sự của người đàn ông đi xe máy SH khi tham gia giao thông. Trong con hẻm nhỏ hẹp, một đoàn ô tô xe máy đang phải nối đuôi nhau, chưa thể di chuyển. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, tỏ thái độ khó chịu, cau có khi cô gái vượt lên cạnh chiếc ô tô mà chưa kịp nhường đường. Ngay khi lách qua không gian nhỏ hẹp, người đàn ông bất ngờ nhổ nước bọt vào mặt cô gái rồi phóng xe vụt đi. Bị bất ngờ trước hành động tiểu nhân của người đàn ông, cô gái chỉ biết ngoái lại nhìn theo. Tuy hành vi này không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó thể hiện lên sự vô văn hóa của người đàn ông khi tham gia giao thông, khiến cho nhiều người bức xúc, bất bình thay cho cô gái. Và hành vi tiếp theo thì càng đáng lên án hơn, khi thang máy dường như đã trở thành nhà vệ sinh công cộng cho một bộ phận cư xử vô ý thức như người đàn ông trong đoạn clip sau đây. Người đàn ông mặc quần short đi cùng một phụ nữ diện váy đen sang trọng trong thang máy A1 của chung cư Moscow Tower, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chỉ trỏ gì đó, ông ta vạch quần đứng vào góc thang máy và bắt đầu tè bậy. Thấy cửa thang máy mở ra, người phụ nữ liền nhanh tay bấm nút đóng lại. Một lúc sau, có nam thanh niên áo đỏ bước vào thang máy và chứng kiến cảnh tượng đáng ghê tởm này. Ngay lập tức, người phụ nữ liền đứng che cho người đàn ông tiếp tục tè bậy. Có lẽ sốc vì hành vi dơ bẩn và vô ý thức của cặp đôi này, nam thanh niên áo đỏ đứng vài giây rồi bấm nút mở cửa thang máy và vội vã đi ra. Thưa quý vị, nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có một con đường sách mang tên Nguyễn Văn Bình. Không chỉ là một điểm thu hút những người yêu sách, mà nơi đây còn trở thành điểm hẹn để gặp gỡ và thư giãn của nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ vào dịp cuối tuần.
Ngoài việc tụ họp đầy đủ các đơn vị sách lớn trên cả nước, đường sách Nguyễn Văn Bình còn có khu vực cà phê sách, khu vực bán báo, tạp chí, văn phòng phẩm, khu sân chơi, khu trưng bày và triển lãm sách, v.v. tạo nên một không gian sách đích thực, giúp góp phần phát triển văn hóa đọc trong đời sống người dân, cũng như là nơi gắn kết sách, người làm sách và bạn đọc. Đường sách Nguyễn Văn Bình, khiêm nhường nằm nép mình bên cạnh bưu điện thành phố, như một nét nhỏ đầy tràn những điều thú vị giữa trung tâm thành phố. Đây là con đường sách phức hợp đầu tiên của Việt Nam được xây dựng với không gian mở, giúp du khách tự do tham quan và thưởng thức nét văn hóa đọc của người Sài Gòn. Đường sách quy tụ 20 gian hàng sách của những đơn vị xuất bản nổi tiếng như Nhà xuất bản Tổng hợp, Văn hóa Văn nghệ, Kim Đồng, Giáo dục, cùng các công ty phát hành sách tư nhân Nhã Nam, Phương Nam, Thái Hà, First News. Em thường ra đường sách để đọc sách vào những ngày cuối tuần. Em rất vui vì được đọc sách, những cuốn sách hay. Em cảm thấy chỗ này là một chỗ rất thích hợp để đọc sách. Em thì cũng hay đến đường sách để đọc. Em cảm thấy là mình chìm đắm trong những cái suy nghĩ về những cái cuốn sách và những cái tư duy trong cuốn sách. Bên cạnh những quầy sách, không gian đường sách cũng còn có thêm những không gian triển lãm, trưng bày đầu sách mới bên cạnh khu vực đọc sách thư thái dưới những tán cây xanh mướt. Phong vị của tiếp nhận kiến thức, của sự chuyển giao tri thức của những thế hệ qua từng trang sách rất rõ nét trong không gian nơi đây. Cả người đứng sau quầy hàng, người tìm đến với những quyển sách đều cùng chia sẻ một niềm đam mê với sách, với những trang giấy chở theo tri thức nhuốm màu thời gian. Nếu cảm giác ở đây đó, làm thì em sẽ được tiếp xúc rất là nhiều người, được biết tới nhiều cái đầu sách khác, đem lại cho mình được cái cảm giác là khỏi phải lo âu, lo lắng. Các nhà sưu tập sách cũ, sưu tập sách quý hiếm, cùng nhiều cá nhân là tác giả, cây bút, cũng góp phần tạo nội dung hoạt động sôi nổi ở đây. Có những cửa hàng sách cũ thu hút được nhiều lượt khách quen, bởi tại đây, bạn sẽ tìm được những cuốn sách đọc dường như đã mất tích trên thị trường. Đây cũng là địa chỉ truy lùng sách được nhiều bạn trẻ yêu thích, truyền tai nhau cùng vô vàn lời khen ngợi. Em hay lên trên này để em coi. Rất là vui khi mà mình được đi cùng với bạn bè của mình. Em khá là phấn khích và thực sự là sau cái buổi đi ngày hôm nay em biết trân trọng cái cuốn sách của mình hơn. Cuối tuần đến với đường sách, được đi dạo, chụp vài tấm ảnh, tham khảo vài cuốn sách mới, sưu tầm một vài cuốn sách cũ độc lạ hay ho để tủ sách trong nhà thêm phong phú, hoặc ngồi nhâm nhi ly cà phê và cầm đọc cuốn sách yêu thích trong không gian mát mẻ, thì còn gì tuyệt vời bằng. Đường sách là một góc nhỏ trong thành phố, chống lại cuộc ồ ạt của đô thị hóa. Ngoài việc nằm cạnh bên nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố, thì giúp cho đường sách trở nên là một nơi mà mình có thể chìm đắm vào những suy nghĩ và suy nghĩ nhiều hơn. Đường sách Nguyễn Văn Bình không chỉ là một điểm hẹn, không chỉ là một nơi chốn thú vị, mà đã trở thành một địa điểm vừa quen thuộc, vừa thiêng liêng của những ai say mê tri thức, đam mê học hỏi những kiến thức từ trang sách. Con phố bé nhỏ chỉ dài hơn 100 mét ấy, vẫn lặng lẽ một góc nhỏ bình yên, chống chọi lại với công cuộc đô thị hóa ồ ạt bên ngoài, nơi những ai lỡ mang lòng yêu thành phố sau khi dạo bước qua những công trình đã đi vào biểu tượng như nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm, có thể ghé lại để tĩnh lặng tâm hồn, suy ngẫm nhiều hơn và nhận ra những điều mới mẻ cho mỗi ngày trôi qua thêm phần tươi đẹp. Và câu chuyện đường sách, phố bán chữ dễ thương trong chuyên mục Chuyện ngày mới cũng đã kết thúc chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị vì đã quan tâm và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát lại vào 22 giờ và 6 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.